Em chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ không tính trên ha, không số điện thoại nè 0348 0043 nha. Rồi nhắn tin hoặc là gọi điện nha mọi người. Rồi khách hàng mới mua lần đầu thì vui lòng chuyển khoản dùm em ha, chuyển khoản đầy đủ tiền hàng. Rồi phí vận chuyển thì mọi người trả sau. Khi mà chuyển khoản thì phí vận chuyển nó sẽ còn nó giảm đi khoảng 20 ngàn nha mọi người. Ví dụ mọi người mua món hàng đó thì khoảng 30 ngàn, mọi người chuyển khoản đi thì nó giảm còn khoảng mười mấy ngàn à, 12 ngàn ha. Nó tùy theo món hàng nữa. Những món hàng nhẹ nhẹ như vậy á thì nó rất là rẻ ha. Chuyển khoản rồi nó còn có 10 ngàn, 12 ngàn, mười mấy ngàn. Cứ không chuyển thôi. Rồi khách hàng mua quen rồi em gửi COD luôn nha. Hoặc là chuyển khoản thì thông báo cho em biết. Rồi hôm nay video có mã là 262 ha. Mọi người chưa đăng ký kênh bấm vô đăng ký nha, để được thông báo mấy video mới đăng lên. Rồi nay về ít đồ ha. Nay có cái hai cái túi máy chụp hình nè mọi người. Một cái túi Sony với một cái con Sigma của Nhật đó. Rồi đầu tiên là cái đây, một cái cào nha, cái bộ cào. Đây, cái bộ cào nó có hiệu đây nè, nó bằng bằng thép nha mọi người nè, bằng thép, thép không rỉ, cái nước xì rất là bóng, xài rất bền, rất là cứng nha mọi người. Cào này cứng lắm nè, có bóng cào nó cứng lắm. Cái này mọi người có thể uống là mình tùy theo mình sử dụng ha, có thể uống là mấy cái móc này để cào đất, cào rễ cây rồi. Rồi cây này mã số 1 ha, 200 ngàn. Đây kích thước nó 21 cm. Rồi tiếp theo cái con này là cái con nhổ đinh nha mọi người. Nói chung là nhổ đồ, nhổ đinh hoặc là nhổ ghim đó. Để mọi người xem cái mũi nó nè. Rồi mình sẽ quặp vô cái cây đinh ha. Đó, quặp vô cây đinh hoặc cây ghim á, rồi nại lên ha. Là nó sẽ nhổ, nại hướng này nè. Cây này rất là độc, hiếm, rất ít khi gặp cái loại này luôn luôn. Nhổ đinh cái loại mà dài cả mét thì nó có nhiều, còn cái loại cầm ta nhỏ như vậy rất là hiếm ha. Cây này nó làm thiết kế rất là dày luôn, rất là nặng luôn nha, xài cả đời luôn, xuyên khu, rất là bền. Đây hiệu nó xuất hiểu. Con này nó size 30 cm nhưng mà size 30 cm. Đây cái lưỡi nhổ nó, nhổ đinh nó là 6.4 nha, 6.5 ly. Cái ngàm nó có hai cái lưỡi đó, hai lưỡi này 5 ly, cái 5 ly cái 6 ly à, nó ngậm ra, mình mở ra để nó ngậm vô và mình nại ha, rất là độc. Rồi cái 300 ngàn, ở số 2 nha, 300 ngàn, quá rẻ. Rồi nay có một cái ống len. Về cái ống len nè, len của Nhật, Made in Japan. Đó, cái này là cái vòng chỉnh nét len Made in Japan nha.
nè, cái 8 1.6 nó ghi đó mọi người. Lên đây, tình trạng này kiến không có chày nha, đây nó cấn xíu, kiến không có chày nha, nè. Chung dơ với lại bụi thì có ha, nè. Bụi cái kiến nó xanh ương mọi người, nó có cái lớp tráng ở ngoài nữa. Màu xanh nè, mặt sau rồi. Cái len này không biết trong máy gì luôn nha mọi người, chung mọi người chế cháo vô cái máy chụp hình được thì chế ha. Nè, kích thước nó như vậy ha, nó chiều cao nó ở đây nó có ren nha mọi người nè, đây có ren dặn vô nè, ren này là 25 mm ha. Nè rồi, ở phía trước này. Trước cái đường kính của cái ren này là 42 đó. Rồi cái len của Nhật này có mã số 3 ha, 350 ngàn. Rồi tiếp theo là cái một cái vỏ đựng đồ mọi người, bằng thép, ship gọn lại nha. Nè, nó đựng đồ, có thể đựng đồ, mở ra đựng đồ và ship gọn lại. Cái này có thể đựng cá, đựng này kia được nha mọi người nè. Mở ra như vậy ha, cái mình bỏ đồ vô. Bây giờ bỏ này vô. Đó, nó sẽ phình ra như vậy ha. Thành như cái vỏ vậy. Đây đựng cá ha, ngâm xuống nơi dưới nước. Đó. Cá đựng tôm gì đó. Mở ra rất là nhanh, xếp lại. Đó. Rồi cái đường kính nó là 23 cm nha. Rồi cái vỏ này mở số 4 ha, 300 ngàn. Rồi một cái đèn của xe đạp của Nhật nha mọi người, cái đèn gắn xe đạp của Nhật ha. Đèn gắn lên mấy xe đạp nè, có cái đầu bắt vô phuộc luôn nè, đầu bắt phuộc nè. Đây, quả này cái bánh xe nó sẽ nằm như vậy nè mọi người, cái này để chà vô bánh xe nè, và khi nó quay cái này thì nó sẽ cháy đèn nè, nó bật vô vậy là nó chà vô bánh xe ha. Nó có cái đồ gạt đây nè. Made in Japan sản xuất 6V, nó tạo ra điện 6V 2.4W. Rồi đã test ok cho mọi người. Em test trên xe máy á, mở xe lên chạy cái nó quay chà vô sáng đèn ha. Rất là hay. Đó. Nguyên viên hết ha. Này ốc của nó luôn nè. Bắt vô cầm phuộc. Chiếc phụ trước xe đạp này, xe nào quắt cũng được, xe đạp nào quắt cũng được. Điều chỉnh lên xuống cái đèn nữa nè. Rồi bộ này mã số 5 nha, 400 ngàn, bộ đèn xe đạp. Rồi tiếp theo con mỏ lết rất là độc nha. Mỏ lết nè. Anginia siêu mini. Size rất là nhỏ nha mọi người nè. Size nó rất là nhỏ luôn nè. Nhưng mà nó mở cũng bự á. Đặc biệt cái miệng nó là nó mỏng xuống nha nè. Mọi người xem nè. 1.9 ly. Đây. Mở rộng được 20 ly. Cái miệng nó mỏng có 1.9 nè. Thôi. Rất là nhỏ gọn. 10 cm.
Rồi cái mẫu led này 200 ngàn. Rất là rẻ luôn. Mã số 6 nha. Rồi số 7 là hai cây kìm cắt dây điện này kia nha mọi người. Hai cây này cái hế nó cong rất là hay nha nè. Mọi người xem nè. Đó nó cong chứ không phải là nó hẳn nha mọi người. Thiết kế nó cong nha. Mọi người cắt nó sẽ sát với cái đồ cần cắt luôn đó nè. Mặt phẳng á. Tay mình không cấn với dưới dưới ha. Thiết kế rất là hay. Martin Japan. Hai cây kìm. Một cặp luôn á. Cái này lưỡi nhỏ, cái này lưỡi to hơn xíu. Tình trạng còn rất là bén. Lưỡi ngon lành. Đây, không có mẻ. Còn nguyên nha, không có mẻ nha. Giá rẻ luôn. 150.000 một cặp này luôn. Mã số 7 nha mọi người. Rồi số 8 là cái đầu chuyển ra xài cho máy bắn vít nè. Ở bác có mấy bác hỏi Japan hiệu Yukiwa nè, Yukiwa hiệu của Nhật. Kẹp mũi từ 1.5 đến 10 mm gắn cho cái máy bắn vít nè, đầu máy bắn vít, bắn vít Nhật. Máy Mỹ là phải cắt ra nha mọi người. Máy Mỹ mọi người xài Milwaukee đồ á, đi qua rồi á, đúng chuẩn Mỹ á, mọi người phải xài máy đó, mọi người phải cắt đây khúc ha, tại vì cái chuẩn này của Nhật nè, chuẩn Mỹ nó ngắn ngủn, mũi vít chuẩn Mỹ nó sẽ ngắn đây, cái khớp này nè, nó nằm cái đuôi này nó ngắn ha, là phải cắt ra, chung cắt bỏ khúc là xài được máy Mỹ luôn, rất là dễ. Rồi, rồi xài ok, bằng thép xài rất là bền. Dòng thép này xài rất bền. Này mọi người xài khỏi cần xài cái đồ này. Nếu mà xài máy bắn vít đó, kẹp trong máy nhít nhít cò cái là siết là chặt ha. Xài rất là dễ. Không có cần xài cái đồ vặn vặn này cho gồm gà. Một tay cầm mũi khoan đút vô vậy nè. Máy vít nhít nhít cái là nó dính cứng ha. Nhả ra cũng vậy. Rất là dễ luôn. Rồi mã số 8 à, 250 nè. À, cái cử nè, cử cho máy bàn nè mọi người. Cử xài cho máy cưa bàn, máy cưa đĩa rồi. Cũng lâu lắm mới gặp cái cử nè, đẹp nè. Chia độ sẵn cho mình nè. Cái này mọi người mấy bác có máy sẵn hoặc là chế máy. Chế mấy máy bàn cưa gỗ rồi. Để vô cái này là đúng y bài luôn ha. Xài rất là tiện. An toàn nữa. À, ví dụ như phôi gỗ để lên ha, muốn cắt đây nè, lưỡi cắt nó nằm đây. Hỉ qua rồi nó cắt. Muốn cắt qua vô độ 45 độ có luôn ha. Chỉnh qua. Đúng 45. 45 là cắt thôi, đó. Rất là dễ luôn nè ha. Này nó chia sẵn độ hết nè. 60 độ, 0 độ, 15 độ nè, 30 độ, 45 độ. Đây, cái thép này cũng khá là dài nha mọi người, cứng lắm. 4 ly. Độ rộng 15 mm ha. 4 ly rộng 15, chiều dài cái này là 40 cm. Rồi, bề ngang cái bảng này là được 18 cm ha. Nguyên cái này đúc bằng nhôm. Rất là tốt. Rồi mã số 9 nha, 300.000. Cái bộ cử cưa cắt gắn máy bàn nha. Rồi móc khóa nè, móc khóa gắn dây an toàn nè. Rồi được một cái móc khóa rất là đẹp nè. Đây. Rất đẹp mà dễ sử dụng nữa nè. Rồi vô là dính. Móc bằng thép mà, rất là chắc chắn, chịu tải cao luôn. Này gắn vô dây an toàn nè mọi người, treo thắt lưng á. Này chịu tải thoải mái luôn.
tất cả các máy luôn, máy bê tông, máy gì mọi người đeo lên cũng được hết, bằng thép mà. Rồi mã số 10 ha, 150.000 thôi. Rồi 11 cây mỏ hàng. Rồi lâu lắm mới gặp cây mỏ hàng đẹp quá trời. Điện 100V nha, xài điện Nhật 100V của Hako Jin Japan. 100W. Mỏ hàng này 100W. Đây. Dòng này kích thước nhỏ gọn nhưng mà 100W luôn. Xài rất tiện, dễ xài nè, rất nhỏ gọn. Công suất cao đây. Kích thước nó 28cm. Cái đầu hàng, cái đầu, cái ngòi hàng này là 10 ly ha, 9.9 ly nè. Đây, cái ngòi Jin Hako nè. Jin Hako. Cái này gần như nó chưa sử dụng nha mọi người. Nó sử dụng chắc 1-2 lần nè, coi mọi người coi cái mũi nè. Còn nguyên, không có dính chì gì luôn. Đó. Không có bị khuyết. Rất là đẹp, cái này còn sáng nè. Cái màu sáng này. Có đẹp luôn, gòi dây zin hết. Mã 11 nha, 400.000. Mở hàng chị. Rồi về mấy cái hàng máy. Hàng này dùng cho máy chắc máy cắt quá mọi người. Nói chung cái kích thước này thì em thấy nó bằng cái máy cắt. Nhưng mà mọi người muốn xài thì để giờ em đo. Rồi mọi người sẽ đo cái máy. Ai xài máy gì đo nó chính xác thì nó vô được ha. Nè. 10 ly nè. Rồi bề ngang 6 ly nè ha. 6 x 10 rồi chiều dài của khoang nè. 6 x 10 x 11 ha. Cho 12 đi, đó, chiều dài 12 luôn. 11.9 rồi. Có nghĩa là rộng nè. Chiều rộng 6 ly. Ngang á, ngang 6 nhân 10. 6 x 10 và chiều dài 12 đó. Là mọi người đo nó vừa lọt rồi, ok, bỏ vô xài thôi. Cái này xài cho máy điện ha. Hàng của máy điện. Hàng của Edman Nhật. Ở đây em bán là một bộ như vậy nó tới 1 gói, 2 gói, 3 gói, 4 gói, 5 gói ha. Một gói là một cặp hàng. 5 gói chỉ 100.000, mã số 12 ha. Đó. Đó là xài thì mình lấy ha. À, có kích thước rồi đó, bác coi kỹ ha. Thường đa số cái máy máy mài cầm tay nó vừa này nè. Rồi tiếp theo về một cây cây cắt ống nước đẹp quá trời luôn. Cây này nó gần như mới mọi người. Chắc cũng xài 1-2 lần rồi nè. Mọi người xem ở đây chưa chày luôn nè. Mọi người cắt nước ở đây nó sẽ chày đầu tiên ha. Đưa vô cắt là nó sẽ chày liền. Lưỡi nè. Lưỡi nguyên viên không có bị mẻ. Hàng này của MMC. MCC của Japan ha. Đó. Cắt ok ha. Cắt ống nước, ống mềm. Ống mềm cũng ok luôn. Dây điện vô được, đưa vô cắt cũng ok luôn. Dây điện loại 3 cộng á, 3 cộng, 2 cộng nữa, đưa vô cắt cho mọi người là ok luôn. Đó, hoàn hảo. Còn rất đẹp. Rồi size nó 20. À, cái kích cỡ ống tối đa nó cắt là đây. Cỡ 37 nha mọi người. Ha. Ống tối đa cắt là 37 ha, 37 mm trở xuống là nó cắt được hết. Rồi con này mã số 13 nha. 350.000. Đây này về hai cái túi máy chụp hình. Đây, túi Sigma
rồi cái túi Sony. Cái túi Sony này nó bị bể ở đây một cái rồi mà tiếc kìa, nó bị cấn nó bể. Đường bán rẻ 200. Rồi túi Sigma này. Sigma của Nhật á. Này. Cái dòng này nó làm cái foam rất là đẹp. Cứng chịu lực nè, nguyên cứng luôn nè. Và cái foam nó là foam hợp. Đó, dạng hợp bảo vệ tối đa cái máy chụp hình của mình. Đây. Bên trong ngăn nó sẽ như vậy mọi người. Mọi người có để rất là nhiều luôn nha. Nhìn cái thước nó gọn nhưng mà nó để nhiều hơn, để nói chung nó tối ưu hơn cái loại mà như cái túi này ha. Đây mọi người để một cái body nè, cái len luôn nè. Ở đây cái len nữa nè. Cây dụng cụ hoặc là cái len nhỏ nhỏ để cũng được luôn. Đó, rất nhiều luôn đó nha. Đây có khóa rồi nè. Đó. Phần cứng nè. Bảo vệ rất là tốt. Đây chống sóc mềm nè. Đó. Rồi một ngăn phụ bên ngoài. Sigma màu xanh rất là đẹp. Ở đây kích thước nó là 26 x 22, 26 x 22 x 12. Đó, mọi người coi kích thước nó rất là gọn nha, nhưng mà đựng rất là nhiều tối ưu. Rồi con này mã 14 nha, 450 nha. Đẹp, hoàn chỉnh. Rồi một con Sony. Rồi con Sony dòng A nè. Dòng A là dòng máy chụp hình phim. Máy chụp hình hồi xưa. Đây. Túi nó như vậy mọi người. Trong này nó có mấy cái miếng gắn vô phần chia cái ngăn ra. Đó, rồi gắn vô nó sẽ được nhiều năng ha. Rồi hai túi phụ ngoài, hai túi ngăn kéo nhỏ ngoài nữa. Rồi con này kích thước nó nè, quầy ngang là 35 ha, 35 x 20 nhân cho 12. Rồi cái này thì đựng được một cái body nè, một cái len ngắn nè. Rồi hai cái len, hai len ngắn. Nắp này cứng rất là tốt, chịu lực là nó chống sóc. Tay này nó bể rồi mọi người ha. Một cái khóa này nó bị bể nè. Bán rẻ cho mọi người về hai ha. Này hai được. Ở tiệm nó có độ hai ha. Hai cái này nè. Tay vô là xong. Đây nó bể. Rồi 200 ngàn thôi, mã 15 nha. Rồi đằng sau còn một ngăn nữa. Rồi em kết thúc video đây nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ ha. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp.